Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ lại chia sẻ với các bạn một cái nội dung mà rất là vô tình mình được nghe một người chị đi trước chia sẻ về cái chủ đề này, và mình cảm thấy nó rất là thú vị. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ lại với tất cả mọi người, đó là chủ đề thật lòng. Nói thật với tất cả các bạn là nếu như bạn nào đã từng xem trên cái trang cá nhân của mình và thấy được các cái hoạt động trong cái thời gian gần đây, thì các bạn có thể sẽ thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì trước kia thì mình có khá là nhiều các tin bài mỗi ngày, rồi viết bài liên tục, rồi sâu lên những cái hoạt động mình đi làm chỗ nọ đi làm chỗ kia khá là nhiều. Nhưng tại sao cho đến thời điểm này thì tất cả mọi thứ mình viết nó rất là bình dị, nó rất là gần gũi, và nó đâu đó đó chính là cái cuộc sống đời thường của tất cả mọi người. Có thể các bạn sẽ không biết, nhưng nếu như trend của năm 2019 là trend của những người phụ nữ mạnh mẽ, những người phụ nữ người ta gọi là nữ cường ạ, là những người mà thành đạt, là những người mà đột phá tất cả các mục tiêu. Nhưng trend của năm 2020 thì lại không phải là những người như vậy. Tại sao lại gọi là trend? Bởi vì là nếu như trong cái bối cảnh Covid như thế này, rồi với cái thực tế xã hội như thế này, thì cảm xúc của mọi người nó bị trầm xuống, và cái việc mà khi mà nhìn thấy những cái người mà thành đạt rồi khoe tiền rồi những cái người mà đột phá mục tiêu hay như thế nào đó, nó không còn quá ấn tượng với tất cả mọi người, vì tự nhiên cảm thấy có một cái gì đó nó hơi lố. Tuy nhiên thì đối với bản thân mình thì không phải là theo trend, mà nó đúng là cái cảm xúc thật của mình, một cái cảm xúc mà nó đến bởi vì là con người thật của mình sau khi có một cái quá trình rèn rèn giũa, rồi sau đó được tiếp cận với một vài những cái nguồn sách, nguồn tài liệu, cũng như trong cái quá trình mà tự quan sát, tự cảm nhận những cái cảm xúc bên trong của bản thân mình, thì tự thân mình khác tự có cái thể hiện ra bên ngoài đối với những cái hình ảnh, những cái hành động như vậy. Thế thì một cái hình ảnh mà phải nói rằng là đối với những cái bạn mà ở trong đã từng làm đội nhóm của mình trước kia thì đều nói rằng là một cái hình ảnh mà rất là tốn công, có rất là nhiều người phải phải mất rất là nhiều thời gian mới có thể xây dựng được một cái hình ảnh như vậy. Và mình đã có những lúc đứng ở trên những cái đỉnh cao, là đã có hàng hàng rất là hàng trăm hàng nghìn người follow theo, và người ta cảm giác rằng là khi chỉ cần đến được gần với bản thân mình thôi thì người ta cũng đã cảm thấy vô cùng là hạnh phúc rồi. Nhưng tại sao khi mà mình đã có một cái quá trình thành công đến như vậy mà mình lại không giữ cái hình ảnh đó, mà bây giờ mình lại quay về với một cái hình ảnh bình dị như thế này? Vì đó là cái sự sống thật với bản thân mình, đó là một sự giác ngộ, đó là một cái sự mình cảm thấy rằng là mình tự nhận ra cái chân lý đó. Tất nhiên mình không không cái quan điểm cá nhân của mình, cái quan điểm cá nhân của mình, thứ nhất các bạn cứ hiểu rằng đó là những cái mà mình muốn chia sẻ, nó không mang tính chất áp đặt cho bất cứ một cái con người nào, không mang tính chất áp đặt cho bất cứ cái nguồn tư duy nào, và cũng không ám chỉ bất cứ điều gì cả. Còn nếu bạn nào mà cảm thấy những cái điều mà mình chia sẻ nó không phù hợp với bản thân mình, các bạn có thể follow, có thể comment ngay xuống ở dưới cái video này, và cũng thể hiện cái quan điểm của mình. Tuy nhiên thì cái chủ đề ngày hôm nay là sống thật, thì mình cũng nói thật với các bạn là gì? Nếu nếu được ngưỡng mộ thì mình ngưỡng mộ nhất đó là những đứa trẻ, mình ngưỡng mộ nhất đó là những đứa trẻ. Nhưng cái đứa trẻ mà nó thích thì nó yêu ai thì nó đến gần, và nó ghét ai thì nó chạy ra xa. Nó yêu ai thì nó cười, và nó ghét ai thì nó tự động nó khác rời xa, và nó không không dám đến gần. Nó rất hồn nhiên, nó thích chơi thì nó chơi, nó thích hò hét thì nó hò hét, nó thích hát, nó thích múa, nó múa. Và thậm chí nói một cách rất là hồn nhiên, đối với cái cơ thể sinh học của chúng ta là thậm chí nó muốn đánh một cái bùm nó cũng có thể, cứ thoải mái nó thể hiện ra như thế, và không sợ bất cứ một cái
một cái tiêu chuẩn nào của xã hội áp đặt lên nó cả. Thế thì ví dụ như bản thân chúng ta đã từ bé chúng ta đã sống trong một cái môi trường đậm chất Á Đông, và chúng ta đã quen với cái hình thái là nhất đối với những người phụ nữ là chúng ta phải cam chịu, những người đàn ông thì phải gồng mình lên, những người đàn ông không được khóc, còn những người phụ nữ thì luôn luôn phải yếu mềm, phải tỏ ra là cái người vị tha, phải tỏ ra là một cái người mà luôn luôn là dịu dàng, là đoan trang, đi lại nhẹ nhàng, không có. Và cái điều đó nó gần như là đã trở thành lối mòn trong cái suy nghĩ rồi của bố mẹ chúng ta, của những người xung quanh chúng ta. Và nếu một ngày nào đó bạn mặc một cái bộ quần áo mà nó hơi hở một chút thì tất cả mọi người xung quanh đều nhìn vào bạn và người ta nói với bạn rằng là tôi sẽ không bao giờ mặc như bạn ra ngoài đường, tôi sẽ không bao giờ mặc như bạn ra ngoài đường. Hoặc chính bản thân bạn có một lúc nào đó mà bạn nhìn thấy một cái cô gái mà mặc hơi hở một chút, hoặc là đánh son môi mà màu thâm, rồi tóc nhuộm vàng quá, móng tay thì đỏ, và còn tóm lại hình xăm khắp người, và bạn thốt lên với mọi người xung quanh là tôi sẽ không bao giờ như thế kia. Thì cái điều đó nó tưởng chừng như là một cái điều rất là đơn giản thôi, nhưng mà tôi phải nói thật với các bạn, đó là những cái điều, những cái nguyên nhân sâu xa ở bên trong các bạn, những cái điều mà đã kìm giữ các bạn rằng là những cái mà nó không, những cái đó không hợp với các bạn. Nhưng các bạn cứ thử mà xem, có một lúc nào đó mà dưới trời mưa, ngày xưa còn trẻ con thì chúng ta dám chạy ra, chúng ta nhận nghịch mưa, chúng ta nghịch nước, chúng ta tắm mưa. Nhưng bây giờ thì không, chúng ta không dám làm cái điều đó. Vì nếu chúng ta làm cái điều đó, chúng ta sẽ cảm thấy rằng có một cái điều gì nó không phải với cái lứa tuổi của chúng ta. Đấy, nó không phải với cái lứa tuổi của chúng ta. Và đó chính là sống không thật lòng. Đó chính là sống không thật lòng. Thế thì điều gì có thể thấy ở trong cái xung quanh cuộc sống của các bạn? Các bạn nhìn lên trên, lướt trên Facebook mà xem, các bạn lướt trên Facebook mà xem, có ở đâu đó tất cả những cái điều ở trên Facebook là những cái điều mà rất là đẹp đẽ, rất là tuyệt vời, là những cái người rất là nhiều người giàu, rất là nhiều người mà thành công thành đạt, nhưng đằng sau những cái bức ảnh post lên trên Facebook nó là có một cái gì đó là rất nhiều tâm trạng. Đôi khi tôi chỉ cần đọc một cái câu comment, tôi chỉ cần đọc một cái câu chat, tôi đã cảm nhận được cái năng lượng toát ra từ những cái điều họ comment, từ những cái điều họ chat rồi. Nhưng đó là tôi cảm nhận thôi, tôi không có phán xét điều đó, vì các bạn có quyền thể hiện cái điều đó, các bạn có quyền thể hiện cái điều đó với bản thân mình, với tất cả mọi người xung quanh, và nó thể hiện thật với cái cảm xúc của các bạn. Thế thì sống trong cái xã hội mà chúng ta đã quen với cái việc là chúng ta đã nhập vào những cái vai diễn ở trên sân khấu, và chúng ta không sống thật với mình. Đã bao giờ mà các bạn thấy rằng là người chồng của các bạn, cha của các con bạn, chúng ta không thích rằng anh ấy uống rượu, nhưng chúng ta lại không nói với anh ấy rằng là chúng ta không thích, mà chúng ta cứ cam chịu để anh ấy cứ sa đà vào những cái thói quen đó. Chúng ta có thể, đã bao giờ các bạn nói thẳng với anh ấy rằng là em không thích đấy? Và nếu cái sự mà làm lơ của các bạn, nó không phải thể hiện cái sự dịu dàng, nó không phải thể hiện cái sự bao dung, nó không phải thể hiện cái sự trách nhiệm, mà nó thể hiện cái sự gì ạ? Nó thể hiện cái việc là bạn không dám nói lên những cái điều các bạn cảm nhận thật. Và nếu như các bạn nói lên những cái điều cảm nhận thật, biết đâu được chồng các bạn có thể dừng lại trong cái cuộc uống rượu và uống ít hơn. Đấy thì đấy cũng là một điều. Hoặc là ví dụ như đứa con của các bạn, nếu nó nói dối, đã bao giờ bạn dám nói với nó rằng là hôm nay mẹ cảm thấy không hài lòng với con chưa? Đấy, rồi hôm nay mệt, các bạn có dám nói mệt không? Hay các bạn cũng vẫn cố tỏ ra là trách nhiệm, cố tỏ ra là vui vẻ? Và những cái điều gì đã khiến cho các bạn phải diễn một cách sâu cho đến khi mà các bạn đặt mình xuống, các bạn đi ngủ, thậm chí trong giấc mơ của các bạn nó cũng chưa thực sự là các bạn, và cái giấc mơ đó nó có quá nhiều thứ và nó liên quan đến cái cuộc sống của bạn ban ngày, thậm chí trong giấc mơ các bạn vẫn cứ tỏ ra là một người có trách nhiệm. Đấy, thế thì đó là cái điều mà thực tế các bạn sẽ trải qua rất là nhiều, và tôi cam đoan rằng là có khá là nhiều người sẽ có cái cuộc sống như vậy, nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác, chưa bao giờ các bạn sống thật với bản thân mình cả. Thế thì nói ở đây
Nói ở đây thì tôi cũng phải chia sẻ với các bạn là chính bản thân tôi cũng thế. Tôi cũng đã có những cái quãng thời gian mà tôi không sống thật với bản thân mình. Tôi thể hiện là với vai trò là một cái người khá là có uy tín, tôi là người cũng có chức trách nhiệm vụ được giao, cũng khá là gọi là cũng là có một cái tập thể mà tôi lãnh đạo. Thế thì tôi phải thể hiện mình là một cái người lãnh đạo, một cái gương mẫu, rồi ăn mặc nó phải chỉn chu, rồi kể cả ở trong trong cơ quan mà nếu người nào không thích thì tôi cũng vẫn cứ phải cười nói với họ không. Cái điều đó thậm chí các bạn có thể thể hiện cái sự nhu mì, các bạn có thể thể hiện cái sự bao dung của các bạn, nhưng các bạn đã vô tình làm cho cái mà cái sự vô trách nhiệm đấy của các bạn làm cho những người xung quanh của các bạn, người ta càng ngày người ta càng càng cảm thấy là người ta đi quá cái giới hạn của người ta. Thế thì có một cái câu nói mà khá là hay, đó là áp lực tạo kim cương. Tôi không biết là mọi người hiểu cái ý của cái câu này như thế nào, nhưng mà theo những cái ý của cái người đàn chị của tôi thì chị cho rằng là khi mà chúng ta cứ càng kìm nén, khi mà chúng ta cứ càng kìm nén những cảm xúc thật của mình thì tất cả những cái cảm xúc đó của chúng ta bị vón lại và nó tạo thành một cái khối rắn chắc và sẽ không bao giờ có thể phá vỡ được. Không bao giờ có thể phá vỡ được. Cái kim cương đó nó có thể chính là những cái cảm xúc mà chúng ta thay vì chúng ta thể hiện nó ra, chúng ta giải phóng nó thì chúng ta lại giả tạo và chúng ta lại kìm nén nó xuống và biến thành một cái khối cảm xúc nó như là một viên kim cương không thể đập vỡ được ở trong lòng chúng ta, và lâu dần có khi chúng ta còn quên cái con người thật của chúng ta. Thế thì sống thật ở đây nó có ý nghĩa như thế nào? Tôi đang tức giận, tôi có thể nói với các bạn là tôi đang tức giận, và tôi đang buồn, tôi cũng có thể nói với các bạn là tôi đang buồn. Buồn nhưng mà tôi chỉ nói đơn giản là tôi đang buồn và tôi quan sát cái nỗi buồn đó của tôi thôi. Và tôi đang tức giận, tôi cũng có thể để cho phép mình, tôi không phải cố tình giả vờ là tôi không ghét một cái người nào đó, tôi cũng không thể cố tình giả vờ là tôi không tức giận, mà tôi cũng tức giận bình thường và tôi tỏ ra là tôi tức giận, nhưng mà đấy là gì ạ? Không phải là tôi mang cái sự giận dữ đó để ập lên đầu người khác, mà cái sự tức giận đó của tôi là tôi có thể nói cho cái người mà là cái nguyên nhân, hoặc là bản thân tôi nhìn cái sự tức giận, những cái nóng máu nóng đang tuôn trào lên, tôi tay tôi nắm chặt như nào và bản thân tôi quan sát nó như thế nào. Thế thì bạn nào đã từng bắt đầu đến cái khi mà trong cái cuộc sống mà nếu ai mà khi mà đã kìm nén quá nhiều và các bạn sẽ gặp và cuộc sống có quá nhiều bất trắc và bạn sẽ gặp rất là nhiều đau khổ, thì cái con đường giác ngộ tâm linh có thể sẽ là một cái con đường tất tất nhiên của rất là nhiều người, hoặc như có thể các bạn có thể thấy là gì, gần đây các bạn thấy là ở xung quanh chúng ta có rất là nhiều người nói đến cái việc là gì ạ, tu tập rồi thiền định rồi giác ngộ. Vì sao chúng ta lại được nghe nhiều như vậy? Bởi vì Covid-19 đã khiến cho nhân loại chúng ta đứng trước một cái thảm kịch là có rất là nhiều người chết vì cái nạn dịch này, và tự tự cái nguồn năng lượng, cái nguồn năng lượng mà do cái dịch bệnh này gây ra, nó khiến cho con người ta bắt đầu cảm thấy một mặt là đồng cảm với nỗi đau, thứ hai là cái nguồn năng lượng nó toát ra một cái nguồn năng lượng của sự chết chóc, và khiến cho trái đất của chúng ta sẽ tự tự sẽ có một cái phản ứng phản vệ, đấy là chúng ta sẽ tự nâng cái bước sóng lên bằng cái bước sóng yêu thương, và con người chúng ta sẽ tìm đến một cái chân lý để giúp cho bản thân chúng ta có thể làm thế nào để giải thoát được cái thực tế. Thế thì cái sinh lão bệnh tử hay cái thân người ta gọi là thân tứ đại này, trước sau gì cũng sẽ xảy ra những cái chu kỳ sinh lão bệnh tử, nhưng làm sao để chúng ta có thể giác ngộ, làm sao để chúng ta có thể đón nhận những cái điều đó một cách nhẹ nhàng và bình an, thì rất nhiều người đã tìm đến con đường tâm linh, để tìm đến con người tu tập tìm con đường tu tập và tìm đến cái con đường giác ngộ. Và chúng ta sẽ nghe thấy nhất rất nhiều về về năng lượng, rất nhiều về giác ngộ, rất nhiều về luật hấp dẫn rồi luật nhân quả,
nói thật với các bạn, tôi cũng đã thấy cảm nhận thấy những cái điều đó là nó ở đâu đó rất là gần với bản thân chúng ta. Thế nhưng mà có một cái điều là khi trên cái con đường tu tập thì cái việc đầu tiên là các bạn phải làm thế nào để có thể giúp cho bản thân chúng ta sống thật nhất với cái bản chất của chúng ta. Thì khi chúng ta sống thật với bản chất của chúng ta sẽ như là một cái thấu kính, chúng ta sẽ như là một cái thấu kính, và khi cái thấu kính nó trong suốt, nó sẽ gì ạ, nó tự chúng ta sẽ cảm nhận tất cả mọi việc một cách gì ạ, một cách đúng như nó đang là, đúng như nó đang là. Khi mà bên trong các bạn cái nguồn cảm xúc nó tinh khiết, khi mà bên trong các bạn cái con người của các bạn đang là con người thật, các bạn không có cái sự giả tạo, thì lúc đó, đến lúc đó các bạn sẽ cảm nhận tất cả mọi thứ với cái sự mà tinh khiết nhất có thể, và các bạn sẽ thấy rằng là mọi thứ nó đều đúng như nó đang là. Và khi đó các bạn sẽ quan sát cảm xúc của chúng ta. Khi đó, khi mà bạn sẽ thấy có một cái người nào đó mà người ta đóng kịch quá, là bạn sẽ nhận ra và bạn sẽ tự cảm thấy rằng là ô, ngày xưa mình cũng như vậy. Và mình sẽ quan sát cái cảm xúc đó của bản thân chúng ta. Rồi khi chúng ta sống thật, chúng ta có quyền gì ạ? Chúng ta có quyền làm cái điều chúng ta thích. Tôi sẽ dễ ăn sáng, ăn những cái món ăn tôi thích. Tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ nếu tôi không thích bạn thì tôi không thích cái môi trường này, tôi cũng không cố đưa tôi bản thân tôi đến. Rồi tôi không thích bạn, tôi cũng có thể nói thẳng với bạn rằng là tôi không thích bạn vì bạn giả tạo lắm. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì đấy là cái điều mà chúng ta vươn tới. Vậy thì làm sao? Cái sống thật lòng, cái sống thật lòng có vẻ nó là một cái gì đó nó rất khó đối với cái xã hội hiện nay, khi mà con người chúng ta đã khoác lên trên bản thân của chúng ta rất là nhiều những cái vai trò, rất nhiều những vai trò, và chúng ta thường là chúng ta quên mất rằng là bản chất chúng ta cũng chỉ là một con người có nguồn máu nóng ở bên trong, được có đổ đầy những cái cảm xúc, và nó là những cái nguồn năng lượng của yêu thương. Thì bây giờ chúng ta bị pha tạp bởi cái trách nhiệm, chúng ta phải làm những cái việc giống như cái vai trò mà ở ngoài kia xã hội họ khoác lên người chúng ta, và chúng ta sẽ dần dần chúng ta quên mất cái bản thân của chúng ta. Vậy thì làm như thế nào để sống thật, làm như thế nào để chúng ta có thể sống một cách hạnh phúc và bình an, thì cái câu chuyện này nó sẽ rất là dài. Thế nhưng mà cái chủ đề mà ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn, cũng chỉ mong rằng là đây nó chỉ là một cái quan điểm cá nhân, nó không là một cái gì dạy dỗ cả. Cái điều mà các bạn có thể thấy rằng là lâu lắm trước kia tôi cũng là một cái người chia sẻ với khá là nhiều cộng đồng và chia sẻ với khá là nhiều người, và rất là nhiều người tiếc là tại sao tôi không mở những cái lớp để dạy nữa. Nhưng tôi phải nói thật với các bạn là đôi khi những cái điều mà mình biết chưa chưa hẳn là đúng với họ, vì mình không có cái cảm giác giống họ. Có thể những cái điều mà tôi chưa biết chắc 100%, hoặc là tôi cũng có thể biết chắc 100% nhưng tôi không phải là họ để thực hiện đúng như cái điều mà tôi làm. Thì có thể những cái điều tôi chia sẻ cho tất cả mọi người có thể vô tình có thể gieo những cái nhân xấu, và có thể khiến họ sẽ bị bế tắc hơn. Cho nên là gần đây tôi cũng 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 ít tư vấn, ít chia sẻ, ít ít lên các cái lớp dạy. Nhưng mà tôi hy vọng rằng những cái điều mà tôi chia sẻ có thể nó không đầu không cuối, những cái câu chuyện nó khá là bình dị, nó chỉ là một cái tip nhỏ ở trong cái cuộc sống bình thường mà tôi bất chợt gặp gặp thấy, và tôi chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình, rất là hy vọng được mọi người đón nhận. Và nếu mà bạn nào có cùng với cái suy nghĩ của tôi có thể comment xuống đây, chúng ta sẽ cùng với nhau để chúng ta có thể sống thật với cái cảm xúc của mình. Có lẽ trong cái khuôn khổ của cái video này thì sẽ không nói hết được, nhưng hy vọng rằng là dần dần mỗi một ngày tôi sẽ cùng với các bạn sẽ cùng chia sẻ thêm về những điều mà tôi biết, những điều các bạn biết, để chúng ta có thể lại gần nhau hơn với con người thật của nhau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.